Xin chào các bạn, hôm nay Nga sẽ nấu món bánh canh cua. Mà món bánh canh cua này của Nga nấu trong vòng Nga nghĩ trong vòng tối đa 10 phút là xong. Thông thường cái bánh canh cua các bạn đi ăn ở Việt Nam các bạn thấy là họ làm bằng bánh canh bột lọc dai dai. Thành phần trong đó gồm có thường là giò heo, họ xắt ra thành từng lát, rồi có tôm, có cua, có huyết, có nấm rơm, đúng không? Nhưng mà Nga bên đây thì hổm dài ăn thịt, ăn tôm ngán quá rồi, thành ra món bánh canh cua hôm nay của Nga nấu rất là đơn giản. Thành phần gồm có hai gói bánh canh này, cái này giống như là bánh canh udon của kiểu của Hàn á đó. Nhưng mà Nga lại thích ăn bánh canh bột lọc hơn, nó dai dai, nhưng không có, mình phải thay thế bằng cái hai bịch bánh canh này. Và Nga sẽ nấu với cua. Các bạn biết cua này là Nga đi bắt ở biển về, xong rồi Nga luộc xong Nga để vô trong tủ lạnh qua đêm để cho thịt cua cứng lại, rồi Nga mới lột thịt cua ra. Tại vì khi mình để qua tủ lạnh như vậy đó thì thịt cua cứng mình rất là dễ lột thịt ra. Và Nga để trong từng cái bịch ziplock chia ra từng phần như thế này để Nga nấu. Nga không cần phải hầm xương, tại vì Nga biết với hai tô bánh canh thôi mà nấu bao nhiêu cua đây là cực kỳ ngọt, cực kỳ ngon các bạn. Và tiếp theo đó là Nga làm với chả cá thác lát. Cá thác lát này Nga đem từ Việt Nam qua đó. Còn các nguyên liệu gồm có hành, dĩ nhiên là có hành để mình để vô tô bánh canh, có củ hành tím, muối, tiêu, có bột tỏi. Nga thích dùng bột tỏi. Và Nga dùng đường phèn, dầu ăn, và dĩ nhiên là không thiếu một phụ cái nấm rơm nha các bạn. Quên lấy sẵn nấm rơm ra đây đó. Nga bên đây ở Canada có rất nhiều loại nấm, nhưng mà Nga vẫn thích ăn nấm rơm. Mà dĩ nhiên bên Canada không có nấm rơm tươi, mà nấm rơm để vô hộp như thế này. Thì bây giờ Nga sẽ bắt nước lên luộc bánh canh trước. Ok, bây giờ Nga cho bánh canh vô luộc nha các bạn. Đó. Thì trong lúc luộc bánh canh thì Nga sẽ quết cá thác lát. Nga sẽ cho một ít bột tỏi vào. Nga cho một ít tiêu vào. Nếu mà các bạn có thì là thì bầm nhuyễn bỏ vào cho có màu. Còn Nga bên đây thì không có, Nga cũng không có cần. Nga cho muối vào. Các bạn biết rồi, cá thác lát mình phải cho muối quết mới dai. Thì bây giờ Nga sẽ tiến hành quết cá thác lát nhé các bạn. Đây, Nga quết cá thác lát. Đó, các bạn dùng muỗng các bạn quết cá thác lát. Cái này Nga nghĩ là các bạn rất là rành rồi, đúng không? Đó. Cứ quết đến khi nào thấy cá thác lát dai thì mình ngưng nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ chiên. Ok, cá thác lát Nga đã quết xong rồi. Nga chia làm hai phần, Nga sẽ chiên hai lần. Bây giờ Nga lấy một cái dĩa nhỏ, Nga cho một tí dầu vào cái dĩa. Các bạn biết Nga làm gì không? Để xem Nga làm gì nhé. Nga chán một tí dầu vô cái dĩa, Nga chán cho nó thấm dầu trên bề mặt của dĩa đi. Nga lấy một phần cá thác lát, Nga ép ra các bạn. Nga ép ra như thế này. Xong Nga sẽ cho vào microwave 30 giây trước khi Nga chiên nha các bạn, để đảm bảo cá thác lát chín từ bên trong. Ok, Nga đưa cái dĩa cá thác lát đó vào microwave 30 giây nha các bạn. Rồi, bây giờ Nga bắt chảo dầu lên, Nga chiên cá thác lát. Bật lửa rồi, giờ Nga cho dầu vô chảo.
Ok, cá thắt lát sau 30 giây đã xong. Nhớ lấy ra. Đó, các bạn thấy bốc khói nè không? Đó. Dầu cũng hơi nóng rồi các bạn. Giờ Nga để cá thắt lát vô Nga chiên nha. Đó, các bạn thấy không? Cá thắt lát sau khi để vô microwave 30 giây. Rồi trong lúc chiên cá thắt lát và luộc bánh canh thì Nga sẽ chuẩn bị cho món nồi súp bánh canh cua nha các bạn. Bây giờ Nga sẽ băm củ hành tím nhỏ ra nha các bạn để Nga xào cua. Củ hành tím sau khi đã băm nhuyễn ra các bạn Nga cho vô cái nồi để mà Nga phi thơm lên, rồi Nga sẽ cho cua vô Nga xào. Đây, đây hành tím Nga đã cho vô nồi rồi, Nga cho miếng dầu ăn vào. Nga phi hành tím thơm lên nha các bạn. Các bạn thấy Nga làm ba lò cùng một lúc không? Chiên cá thắt lát, luộc bánh canh và đang nấu súp. Nghe chờ hành tím thơm rồi nghe cho thịt cua vào. Trong lúc chờ hành tím thơm thì mình quay qua đây mình coi cá thắt lát nha các bạn. Rồi nghe coi bánh canh coi chín chưa. Đây, bánh canh đã chín rồi, Nga tắt nước, Nga tắt lửa, Nga chuẩn bị cho ra cái gỗ. Còn củ hành tím này Nga phi đã thơm rồi, bây giờ Nga cho cua vô nha các bạn. Mặc dù cái nồi bánh canh này không hầm bằng xương heo, xương gà gì hết, nhưng mà Nga đảm bảo cực kỳ là ngọt, bởi vì cua rất là nhiều. Đó. Nga cho cua vô, Nga xào lên. Nga xào cho cua thơm rồi Nga sẽ cho nước dùng vô nha các bạn. Khi mà cua thơm rồi đó các bạn, Nga cho Nga lường sẵn hai tô nước rồi, tại vì Nga nấu có hai phần ăn trong ngày thôi. Nga cho vô nồi nước dùng, nồi nước cua này. Rồi trong lúc chờ nồi nước cua này sôi lên, Nga sẽ quay qua Nga chuẩn bị nấm rơm. Đây là hộp nấm rơm Nga mua nè, bán trong hộp có nước bên trong như thế này. Bây giờ Nga cho nước ra nha các bạn. Đó. Nga cắt nấm rơm ra nhỏ theo ý Nga muốn. Rồi nấm rơm Nga đã sắc xong rồi, bây giờ Nga cho vô nồi nha các bạn. Nga sẽ nêm với nửa muỗng cà phê muối và Nga dùng đường phèn. Nga thích dùng đường phèn để nấu ăn nha các bạn. Đường phèn nấu ăn thì cái vị ngọt nó sẽ thanh hơn là mình dùng đường cát thông thường. Đó, Nga dùng khoảng 2, 4, 6, 6 cục thôi. Đó, rồi chờ sôi lên nha các bạn. Để nồi bánh canh cua có màu đẹp, Nga dùng một ít màu gạch tôm cho có màu đẹp nha các bạn. Đó, ra màu của bánh canh cua chưa các bạn. Bây giờ Nga sẽ khuấy một ít nước dưới một ít bột bắp để cho vô nồi súp cua để tạo độ sánh nha các bạn. Đó, khuấy lên. Đây, Nga cho bột bắp đã khuấy vô nồi súp cua để tạo độ sánh. Nga nghĩ là Nga cho hết chưa?
Đây các bạn, loại súp cua của Nga đây các bạn thấy không? Nga nấu có hai tô thôi mà cua quá chừng cua luôn. Thành ra cái độ ngọt của nồi súp này á, là nhờ từ cua, không cần phải hầm từ xương heo. Đó, bây giờ Nga chuẩn bị múc ra tô nha các bạn. Đây, tô bánh canh Nga đã chuẩn bị rồi, bánh canh, chả cá, hành, tiêu. Bây giờ Nga múc súp ra tô và chúng ta cùng thưởng thức nhé các bạn. Đây, đây là tô bánh canh cua thành phẩm của Nga đây. Cua nhiều lắm các bạn. Đó. Các bạn cùng thưởng thức với Nga nhé. À, các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh YouTube của Nga để Nga cho ra thêm nhiều video mới nữa nhé các bạn. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.